Xin chào mọi người, kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè. Em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Căn nhà ngày hôm nay nằm ở hẻm 23 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Đường Đinh Tiên Hoàng vừa đổi tên thành đường Lê Văn Duyệt. Và chúng ta cách quận nhất chỉ khoảng một cây cầu là đến. Xung quanh nhà có một số tiện ích như là Ngân hàng Việt Tinh, Trường Trung học Võ Thị Sáu, Bệnh viện quận Bình Thạnh, Nhà khoa Kim, Nhà sách Văn Lang. Căn nhà ngày hôm nay là căn chung cư Đinh Tiên Hoàng ở số 23/49 đường Đinh Tiên Hoàng nha mọi người. Cái căn của chúng ta là nằm ở dưới tầng trệt nha. Nếu là đi thẳng ở đó tầm 5m thôi là sẽ tới ngay hẻm 23 đường Đinh Tiên Hoàng. Quẹo phải là tới đường Trường Sa Hoàng Sa nha mọi người. Thông tin của nhà như là diện tích, giá cả và kết cấu á, là em có để trong bên góc trái video á, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Đây là không gian của nhà mình nè. Nhà mình là có tới hai cái cửa nha mọi người, cửa bên trái bên phải nè. Đó. Còn đây là cái không gian bên trong, kiểu như xây như không gian mở phải không mọi người. Và toàn bộ kết cấu á là nó sẽ hiện đại, nó không giống các căn xung quanh. Tại chủ nhà làm mới là hết luôn nha mọi người, rất là đẹp. Đây là cái bếp của mình là bếp âm nè, và ở đây có sẵn máy hút mùi luôn. Ở phòng không gian phòng khách mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đường trước nhà mình thì là đâu đó rộng hơn 3m nha mọi người. Còn đây là cái không gian bên trong phòng ngủ nè. Đây, phòng ngủ mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Sàn là sàn lót gỗ nha. Và đây là tủ âm tường, tủ đựng quần áo nè mọi người. Đây là tủ đựng quần áo nè. Đó. Còn cuối nhà sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha mọi người. Đầy đủ hết thiết bị luôn, nhìn rất là hiện đại nha. Đó. Căn này là ngân hàng đang hỗ trợ vay tới 2 tỷ 8 lần nha mọi người. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.